Hello, chào toàn thể anh em ha. Thì hôm nay mình mới hoàn thiện một cái con máy kích chuột nha anh em. Thì cái máy này của ông anh ở bên Phước Long ha. Thì ảnh có gọi đặt mình một cái. Thì mai mốt gì đó ảnh ghé qua lấy tại nhà luôn nha anh em. Thì giờ mình mới làm xong nè anh em. Máy này là 12D nha. Mức trên là mức khô ha, mình để chữ K ha, là đất khô nứt nẻ luôn á. Còn mức dưới là mức đất ẩm ẩm, hoặc là đất khô mà có nước ẩm ẩm anh em, thì làm cái mức dưới này ha. Đó. Còn khô gan nứt nẻ thì anh em bật lên. Đó. Bật lên như nè, là mức mạnh ha. Còn cái này đèn chớp nha, đèn báo hiệu ở đây nè. Và bên đây thì công tắc bật. Bật máy và tắt máy ha. Thì giờ mình sẽ test máy cho anh em tham khảo ha. Thì mình test cái bóng đèn 900 ha. Kích chuột mình thì bóng đèn 900 là kéo lên cũng sáng lưng lưng á nè, cũng sáng cũng được lắm. Mình kẹp mình test cho anh em xem. Đây mình tắt cái công tắc cái nào. Quên. Đó. Bật cái là máy chạy ha. Cái quạt thì mình chế cái quạt này rất là mạnh nha nè. Đó. Thấy không? Con đèn sáng luôn anh em thấy không? Rất khỏe nha nè. Đây mất yếu đây. Đó. Mức yếu là vẫn bóng đèn vẫn sáng nha nè. Xịt chuột mà kéo bóng đèn lên cỡ này là anh em biết xịt nó mạnh sao đó nha nè. Mức mạnh nè. Đó. Thấy không? Xịt chuột mà giống như xịt cá vậy đó là anh em hiểu rồi đó. Thì khi nào mà nó dính chuột á thì nó sẽ chớp đèn này nha nè. Nó sáng đèn anh em thấy không? Giống như mình chạm vô nè. Đó. Để mình tắt cái camera. Đấy. Ừ. À. Yêu cầu dính chuột cái là bóng đèn nó sáng lên nè, thấy không? À, chạm vô nha. Đó. Bóng đèn nó sáng lên vậy đó nè. Đó. Chu ga máy này rất là khỏe nha nè. Anh em nào có cần máy thì cứ alo cho mình ha. Số điện thoại mình để trên màn hình nha anh em. Chào anh em ha.